làm người cá hướng dẫn viên, bạn Mimi phải giúp cho bạn Simba trở thành người cá. Bởi vì hôm nay Simba quá tốt. Đúng rồi. Ê, chưa biết mặt luôn đó. Đầu tiên trước sao? Trước tiên là lấy đôi cá. Bỏ cái này vô đây. Đúng rồi, bỏ cái phin vô đây trước. Cái này gọi là cái monofin, còn cái này gọi là cái da cá. Mình sẽ gắn cái monofin vô da cá trước nè, rồi bắt đầu gắn. Monofin. Cái đuôi này là nó làm tiếng Việt là nó sao tiền luôn. Mà mây theo là đuôi tiên. Mây theo. Rồi bắt đầu sao nữa? Lận, đúng rồi. Lận cái da đuôi xuống. Lại em làm cho bạn đi. Để cho bạn biết. Chị mấy tuổi? 8 tuổi, 9 tuổi. Rồi. Đã mới 5 tuổi nè. 8 giờ rồi. Hai em người cá này lên bờ trước đi. Bye bye nha. Ừ, bye bye ha. Bye bye Minh nha. Bye. Bye. Rồi, đúng rồi. Rồi em phải ngồi xuống Simba. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống cho nó dễ hơn chứ đứng nó nguy hiểm lắm. Nhét cái chân của mình, đuổi cái chân mình xích vô trong cái này. Đuổi cái mũi chân mình xích vô. Rồi cái tay của mình á lận ra phía sau nè. Cái ngón tay mình đưa ra phía sau nè, để mình xỏ cái chân. Em làm cho Simba đi Mimi. Chắc cái này em cũng bỏ tay. Sao chị biết đeo? Đúng rồi. Cái em đuổn cái mũi chân em xích vô nữa Simba. Đuổn mũi chân xích vô. Em đang đuổn. Em đang đuổn mà thấy hơi bị khó đúng không? Mới đầu em cũng vậy á. Đúng rồi. Em thật là không vô luôn. Vô chưa? Đuổn vô chưa? Giờ nó vô một cái một. Nó có một cái trap, cái này gọi là cái trap. Mình vô cái chân mình vô cái trap này rồi thì nó sẽ giữ cái chân mình với cái monofin lại. Yeah. Rồi sắp vô rồi nè. Đúng luôn nè. Vô chưa? Vô rồi. Ok luôn. Vô được một chân rồi đúng không? Rồi chưa được. Rồi đúng rồi nè. Nè. Nè, cái góc chân của em là nó vô cái trap này rồi là được rồi nè. Cái miếng gì màu trắng trắng. Cái gì láng láng ở trong này nè. Rồi, xong rồi tới chân này ha. Đâu đâu được không? Còn cái chân này nữa thôi. Nhét cái chân này vô. Đuổn cái mũi chân vô, đuổn cái mũi chân vô. Đuổn mũi chân vô nữa. Nè. Không sao đâu. Rồi vô trước, gần vô. Ồ. Còn cái chút xíu nữa thôi à. Còn chút xíu nữa. Cái gót chân vô nữa là được. Chưa. Như là vô rồi á. Ô đâu quay qua Tiêu Ưng coi. Biến thành người cá cực vậy luôn hả ta. Ô vô rồi. Yes. Kéo của em. Em chưa biết kéo. Đúng rồi. À. Tập khởi động chứ là bài học người đẹp cá đi. Thầy vui. Đó, đẹp hơn rồi nè. Rồi. Rồi dịnh vô cái quay cho Tiêu. Rồi Simba đã biến thành một người cá rồi nha các bạn nha. Với Tiêu muốn thông báo cho Simba điều này, trở thành người cá rồi mình phải cố gắng tập luyện nha. Nếu mà một mà tuần mình không bơi được 8 tiếng đồng hồ mình sẽ trở thành người thường trở lại. Thầy chỉ con thật đáp ơn khởi động bài đọc của người cá. Nhớ cái bài mà hồi nãy Love the Tree nãy tập đứng không? Ba nhịp á.
Động tác thứ nhất là há miệng ra, hít hơi vào. À, em nhớ. Rồi ngậm miệng lại. Nín thở, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Động tác thứ hai, hạ đuôi xuống nước tạo ra hai lớp xoáy, xong rồi mới thở ra bằng mũi. Rồi tiếp. Lại, hạ miệng ra, hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Rồi động tác thứ hai, lắc đuôi nè, tạo ra hai lớp xoáy trong nước. Hạ đuôi xuống, rồi thở ra bằng mũi. Làm cho mấy bạn coi. Được không người cá Simba? Được. Siêu đẹp đẽ luôn rồi, biến hình người cá đẹp quá ha Simba ha. Rồi bây giờ Simba xuống nước, nắm vô tay của Tion. Thôi giờ Jun ẵm con đi. Không không, hai cái tay của Simba dịnh vô nè. Quay, thầy Jun quay lưng lại đi con, gác á. Ờ quay lưng lại luôn hả, vậy luôn hả. Rồi xuống chơi. Rồi nổi đuôi lên ngang mặt nước chưa. Rồi người thấy nhẹ chưa. Rồi bắt đầu tay dịnh vô, hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Rồi ngậm miệng lại, thở ra bằng mũi trong nước. Tại vì em chưa đeo mắt kính đúng không. Được chưa. Rồi thả miệng ra, hít hơi vào. Nhẹ đây nha. Thấy nhẹ gì không. Sao cái người em dễ nổi quá vậy. Em là chịu bơi là bơi giỏi lắm luôn á. Rồi thôi một tay dịnh vô thành lại đi. Con sợ hả. Rồi tay dịnh vô thành. Buông đấy. Nè. Rồi tay dịnh vô thành rồi. Nhớ cái bài tập hồi nãy không. Rồi. Rồi bắt đầu nổi đuôi lên ngang mặt nước nha. Hít hơi vào, nổi đuôi ngang mặt nước nè. Đáng lẽ tôi nói là bữa sau mà mình biến hình người cá, mà bạn ấy nôn quá rồi nên cho bạn ấy biến hình luôn. Và cho bạn ấy bây giờ là tập cảm nhận cơ thể của mình với đuôi cá trong nước luôn. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nín thở, rồi lắc đuôi một cái. Rồi thở ra bằng mũi trong nước rồi mới được ngẩng mặt lên. Đó đúng rồi, tiếp tục. Nín thở, lắc đuôi một cái. Rồi thở ra bằng mũi trong nước rồi mới được ngẩng mặt lên. Thở ra bằng mũi trong nước thôi. Hả? Ừ, mắt kính đó không phải dành cho người cá đó, nên nó vậy á. Phải đeo đúng mắt kính của người cá em mới có thể nhìn thấy trong suốt. Nói chung là hôm nay là Simba rất là tốt, biến hình người cá liền luôn. Chuyện lạ hiếm có Việt Nam. Mới chưa biết bơi tập chút thành người cá luôn rồi. Chạm là thành tiên cá. Chạm là thành người cá. Rồi cách di chuyển trên bờ đâu, di chuyển phút này nè Simba. Rồi để hai cái đuôi lên. Cố gắng lên. Đúng rồi. Nâng cái tay lên nè. Cái động tác di chuyển này là cũng có kết hợp với hít thở nha. Hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi nâng người lên. Rồi duỗi thẳng người ra lại, rồi thở ra bằng mũi. Rồi hả miệng ra, hít hơi vào. Hít hơi vào, rồi bắt đầu lết đi giống như, đó, gặp gối lại nè. Thở ra, rồi bắt đầu lại thở ra bằng mũi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Giống như bài tập khởi động vậy đó, hiểu không? Dạ. Nên mình đi cũng đúng cái bài như vậy. Đó. Hít hơi vào. Rồi, động tác thứ 2, 2, 3. Rồi. Bài hảo.